Nhắc đến sĩ quan, quân nhân, mọi người thường tưởng tượng đến hình ảnh những người đàn ông dũng cảm, mạnh mẽ, xông pha làm nhiệm vụ. Thế nhưng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có những sĩ quan xuất sắc, không kém gì đấng mải dâu. Ở cách xa Tổ quốc hơn 10.000 cây số, nhiều nữ quân nhân đang làm nhiệm vụ kiến tạo hòa bình trong lực lượng mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, một quốc gia còn nhiều bất ổn và xung đột. Trong số các nữ sĩ quan mũ nổi xanh, được biết đến nhiều nhất có lẽ là Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình tại phái bộ Nam Sudan, châu Phi. Năm 2018, chị Nga mới chỉ 36 tuổi, là mẹ của 2 con nhỏ. Nhưng với tinh thần mạnh mẽ của mình, chị đã không ngần ngại xung phong tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chị Nga xúc động chia sẻ, tôi không ngờ mình sẽ được noi gương các anh. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Đến nay chị Nga cùng với đồng đội của mình đã ghi lại dấu ấn sâu sắc trong lòng của người Nam Sudan tại châu Phi. Những hình ảnh của chị cùng với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không khỏi tự hào về những gì mà người phụ nữ Việt Nam làm được. Không ít người đã bày tỏ niềm tự hào mãnh liệt đến những người con của đất nước đang làm nhiệm vụ phương xa này. Người dân Nam Sudan cho đến nay đã không còn xa lạ với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, tần tảo, luôn quan tâm giúp đỡ họ. Lực lượng quân nhân của chúng ta luôn nỗ lực cống hiến hết mình, giúp đỡ hỗ trợ bà con nơi đây bằng cả tấm lòng. Là phụ nữ nên trong suốt quá trình hoạt động, các chị đã gặp không ít khó khăn và thách thức. Công việc thường xuyên kéo dài từ 16 giờ chiều hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau, nhiều căng thẳng áp lực do những diễn biến phức tạp. Điều kiện ăn ở còn thiếu thốn. Thế nhưng, Trung tá Nga cùng với các đồng đội của mình luôn ý thức được về trọng trách và sứ mệnh được giao của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia làm nhiệm vụ quốc tế. Với sự nhiệt tình không ngại khó ngại khổ, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác, báo Quân đội Nhân dân đưa tin Trung sĩ Đỗ Thị Hằng Nga đã nhận được 2 huy chương vì sự nghiệp hòa bình và ổn định của Liên Hợp Quốc do phái bộ Nam Sudan trao tặng. Bên cạnh đó, chị cũng trở thành niềm tự hào của hàng triệu người dân Việt Nam. Chấp nhận đánh đổi hy sinh cuộc sống riêng để xung phong làm nhiệm vụ khó, các nữ sĩ quan mũ nổi xanh khiến cho mọi người đều nể phục. Tinh thần cao cả cùng sự mạnh mẽ của họ chính là tấm gương sáng xứng đáng để noi theo.